xưa rồi. Chị ơi, để em xin xuống lại nha, để em đổ vào cái quán khác rồi em lên lại ạ. Một người vào được sẽ có nhiều người vào, cho nên mọi người thông cảm đi. Để suy nghĩ ngay. Đây là hình ảnh Si Chí đang ngủ hút, ngồi thì ngủ luôn cả nhà. Dạ, ở đây em không được phép đọc lớn bình luận, cả nhà mình thông cảm ha. Thầy Minh Tạng cũng rất là vui khỏe, giống như thầy của mình là sư Minh Tạng nha cả nhà. Vị thầy này là đang chăm chú và đọc 250 giới luật. À, phía ngoài nha đại nghiệp, còn cảnh phía ngoài á. Thầy chưa bông, thầy chưa nhỉ? Dạ, hôm qua em có lắm.